Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 27 tháng 5 mà chúng tôi vừa cập nhật. Liên quan đến vụ án Tỉnh Thất Bồng Lai, trưa 27 tháng 5, thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi. Bài viết bắt thêm một người liên quan trong vụ Tỉnh Thất Bồng Lai sau khi được đăng tải trên blo.vn đã nhận được rất nhiều ý kiến từ phía bạn đọc như từ từ rồi bắt hết thôi, tội xem thường pháp luật. Ngoài ra còn có ý kiến của bạn đọc khác rằng gieo nhân nào gặt quả nấy, tội giả sư thầy đi lừa lọc. Tối 26 tháng 5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy xuống sông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An tự tử. Bài viết tìm kiếm nhân viên bệnh viện nghi tự tử trên sông Hiếu được đăng tải trên fanpage báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã ngay lập tức tiếp nhận nhiều bình luận từ phía bạn đọc như thật đau lòng, dạo gần đây tự tử nhiều quá. Một bạn đọc khác bình luận được ông trời cho sống thì lại đi tự tử. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về blo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.